Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mới lên Thủ tướng Phạm Minh Chính liền về miền Tây hợp sức cùng bà Dũng. Việc Phạm Minh Chính phớt lờ đề xuất của nhóm lợi ích Hà Tĩnh gạt Đặng Quốc Khánh chọn Nguyễn Thanh Nghị cho ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đã rõ. Phạm Minh Chính đã ngầm ủng hộ ai rồi? Và việc Phạm Minh Chính càng ngày tỏ thái độ ủng hộ ông Nguyễn Tân Dũng ắt hẳn sẽ làm cho Nguyễn Phú Trọng rất khó chịu. Tuy nhiên, thế lực của ông Phạm Minh Chính hiện nay không phải là thế lực mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm gì được. Cũng tựa như thời Nguyễn Tân Dũng làm Thủ tướng, thì thời ông Phạm Minh Chính cũng như vậy, cũng là thế lực ngang ngửa với thế lực Nguyễn Phú Trọng, chứ không hề kém cạnh. So với Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính hơn rất xa. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Tân Dũng vốn rất gần gũi, nay lại càng gần gũi hơn. Thế lực Thanh Hóa có 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị, chính là ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính thì rất mạnh. Trong các ủy viên Trung ương Đảng gốc Thanh Hóa, có ông Lê Ngọc Quang là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ông này vốn rất quan trọng. Đài Truyền hình Việt Nam là một trong 4 ông lớn của truyền thông nhà nước, trong đó có Báo Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam VTV và Thông Tấn Xã Việt Nam. Mỗi bước đi chiến lược của ông Phạm Minh Chính đều được dọn đường bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là lợi thế không ai có. Ngoài ra, ông Nguyễn Tân Dũng và ông Phạm Minh Chính trước đây cùng công tác trong ngành công an mà đi lên. Thanh Hóa là địa phương thuộc miền Bắc. Như vậy, nhóm lợi ích Thanh Hóa được làm đại biểu Quốc hội đại diện cho miền Bắc, mang thông điệp của Thủ tướng truyền đến chính quyền và những người này đại diện. Còn miền Nam xa xôi, ông Phạm Minh Chính cần phải nắm những địa phương này để có sức ảnh hưởng ông Chính trải đều trên khắp đất nước. Đó là điều cần thiết. Khi còn làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tân Dũng đại diện cho Hải Phòng để nắm thành phố phía Bắc này. Thì tương tự hiện nay, ông Phạm Minh Chính cũng muốn làm đại diện cho các đơn vị hành chính miền Nam để gây dựng ảnh hưởng của ông trên khu vực này. Cần Thơ là một thành phố lớn thứ nhì ở miền Nam sau thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói thành phố Hồ Chí Minh là trái tim của miền Nam thì Cần Thơ là trái tim của miền Tây Nam Bộ. Cả khu vực miền Nam chỉ có hai thành phố trực thuộc Trung ương, đó là Sài Gòn, còn chính quyền Việt Nam còn gọi là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Thành phố Hồ Chí Minh đã bị thế lực Nguyễn Phú Trọng chiếm. Ông Nguyễn Văn Nên là người của ông Trọng. Vì vậy, Phạm Minh Chính không thể làm đại diện cho dân thành phố Hồ Chí Minh được. Cũng tương tự như trước đây, Hà Nội đã bị ông Nguyễn Phú Trọng nắm, nên ông Nguyễn Tân Dũng mới làm đại biểu cho thành phố lớn thứ hai của miền Bắc, đó là Hải Phòng. Với lại trước đây, thành phố Hồ Chí Minh nếu ông Nguyễn Phú Trọng không nắm thì nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông Trương Tấn Sang. Mà ông Trương Tấn Sang thì không ngừa ông Nguyễn Tân Dũng và bất cứ ai thuộc phe của ông Nguyễn Tân Dũng. Trước đây, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một đàn em thân tín của ông Nguyễn Tân Dũng, được phân công làm đại biểu Quốc hội đại diện cho thành phố Cần Thơ. Ở vùng Cà Mau, Kiên Giang thì thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của cha con ông Nguyễn Tân Dũng. Còn thành phố Cần Thơ với bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm đại diện thì thuộc quyền cũng thuộc quyền kiểm soát của ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng là quyền sát gián tiếp. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện cho thành phố Cần Thơ. Hiện nay có tin ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ. Nghĩa là ông Phạm Minh Chính đã thay vai trò của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây. Sau cái gọi là hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm đại biểu Cần Thơ. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm đại biểu thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là đại biểu Cần Thơ và ông Chủ tịch Vương Đình Huệ làm đại diện đại biểu tại Hải Phòng. Bốn người chia nhau cắt cứ ở bốn thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, cùng với kết hợp với gia đình ông Nguyễn Tân Dũng, ông Phạm Minh Chính sẽ kiểm soát khá tốt khu vực miền Tây Nam Bộ. Ông Nguyễn Phú Trọng là đại diện cho Hà Nội thì đây cũng là một ý như thế. Phạm Minh Chính về miền Tây, bà Dũng được lợi gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử tại thành phố Cần Thơ thay cho vai trò bà Nguyễn Thị Ngân trước đây. Khi ông Chính đại diện cho Cần Thơ, ông sẽ điều khiển được thành phố này. Được biết, đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ về ứng cử tại một địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sau nhiều lần ngã giá giữa các phe nhóm với nhau. Ông Phạm Minh Chính đã về miền Tây Nam Bộ hợp sức cùng bà Dũng. Một chi tiết đáng lưu ý là một đồng hương Thanh Hóa của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính
là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, ứng viện cử tại Kiên Giang. Ông Lê Thành Long là cầu nối giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng mỗi khi về Kiên Giang làm việc. Có thể nói, qua kỳ phân chia khu vực đại diện để ứng cử Quốc hội, ông Phạm Minh Chính đã cùng đồng hương của ông vào Nam và kết nối chặt chẽ với Nguyễn Tấn Dũng. Một liên minh mới đã được hình thành, trông rất gần gũi. Theo cơ cấu đại biểu được phân bổ, Thành phố Hồ Chí Minh có 30 đại biểu thì có 13 ứng cử viên trung ương gửi về. Hà Nội có 12/29 ứng viên từ các cơ quan trung ương. Thanh Hóa có 7/14 đại biểu ở trung ương. Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương có lần lượt là 13, 12, 11 đại biểu, thì mỗi tỉnh có 6 ứng viên trung ương. Đây là hình ảnh có Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng đã dần mạnh trở lại. Nói là cơ cấu nhưng thực chất cũng là đấu tranh và tranh giành quyền lợi, đàm phán mới có được kết quả cuối cùng như vậy. Qua hội nghị hiệp thương ăn chia ghế đại biểu Quốc hội thì thực tế đã rõ ràng lên một điều là sợi dây kết nối giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng ngày càng chặt chẽ. Điều này tạo nên một liên minh rất mạnh là Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng. Liên minh này sẽ là liên minh khi mạnh lên, Nguyễn Thành Nghị sẽ thay cha liên minh với Phạm Minh Chính và ăn chia lợi ích của cả miền Tây Nam Bộ với cả chính phủ nữa. Được biết lần này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tới thủ đô Hà Nội. Đây là lần thứ 5 liên tiếp ông đại diện cho địa phương này. Và nhóm lợi ích Hà Nội có đến 20 ủy viên Trung ương Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng là ngôi sao dẫn dắt nhóm này. Cùng với Vương Đình Huệ nắm Hải Phòng, xem như ông Nguyễn Phú Trọng nắm chặt khu vực miền Bắc. Đối trọng với ông Nguyễn Phú Trọng thì có Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính đang nắm chắc khu vực miền Tây Nam Bộ. Và bên cạnh đó cũng thấy rõ ràng ông Võ Văn Thưởng cũng đang âm thầm tạo ảnh hưởng. Đáng chú ý là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại thành phố Đà Nẵng thay vì ở Đồng Nai như khóa trước. Được biết trước đây Võ Văn Thưởng làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nay ông Thưởng làm đại diện cho thành phố lớn nhất miền Trung, xem ra ông Thưởng cũng rất khôn ngoan. Ông Phạm Minh Chính muốn nắm miền Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phú Trọng kết hợp với Vương Đình Huệ đang nắm vững khu vực miền Bắc. Còn miền Trung trống thì ông Võ Văn Thưởng liền chám vào. Thống kê cho thấy có 17/18 ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không tham gia ứng cử là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Để chám vào vị trí của ông Nên, Nguyễn Xuân Phúc đã về thành phố này đại diện. Ông Phúc đã hết quyền lực. Ông có đại diện cho dân thành phố này thì ông cũng không thể kiểm soát được thành phố này. Mà quyền kiểm soát đó sẽ vẫn là trong tay ông Nguyễn Văn Nên. Được biết có 11 đại biểu được giới thiệu ở khối cơ quan đảng. Khối Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước có 3 người. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương là 130 đại biểu. Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và Công an có 15 đại biểu, lực lượng vũ trang có 14 đại biểu và Tòa Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan 1 đại biểu. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 đại biểu. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng đang tranh thủ gây ảnh hưởng khu vực miền Trung. Như vậy là mâm quyền lực cuối cùng đã được chia xong. Quan chức nào đại diện cho địa phương nào đã được an bài. Một lần nữa cho thấy chính trường Việt Nam đang phân cực rất mạnh mẽ. Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ thì kiểm soát miền Bắc. Phạm Minh Chính kết hợp với cha con ông Nguyễn Tấn Dũng thì kiểm soát miền Tây Nam Bộ. Võ Văn Thưởng thì tranh thủ kiểm soát miền Trung. Còn Nguyễn Xuân Phúc thì về thành phố Hồ Chí Minh ngồi cho có chứ không kiểm soát được gì. Và thời của ông Nguyễn Xuân Phúc xem như cũng đã hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 với bản tin mới lên Thủ tướng Phạm Minh Chính liền về miền Tây, hợp sức cùng bà Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật và bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.